Thank you.
án tù chung thân cũng chỉ vì một mái tóc, quyền. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc cỏ Về đâu mái tóc người thương của Nam Tiến Ca, của Nam Danh Ca Lương Trọng. Xin mời anh Trọng với Về đâu mái tóc người thương. Tôi nghĩ rằng cậu dùng cũng đã trao tất cả toàn thân mình cho cô Hiền vì mái tóc rất là huyền của cô. Xin cảm ơn. Gracias.
Yeah.